Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video hôm nay của mình nhá. Thì hôm nay mình vẫn tiếp tục sẽ làm tích kịch con game Farmville này nha mọi người. Ok, trước khi mà mình bắt đầu like á mọi người, thì mọi người cho mình 1-2 phút để mình chỉnh lại cái đường luồng của mình nhá, để mình xem nó đã ok nhá nha mọi người. Thích vậy đây. Wow, lên chưa? À lên đây rồi nè. Mọi người đợi mình chút nha các bạn. Ok này. Ok, đợt này giảm cân nha mọi người. Anh em mình uống ra sữa và mình giảm cân mọi người ạ. Ok mọi người mình mọi người đợi mình xí nha các bạn ơi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video hôm nay của mình nhá. Thì hôm nay ok các bạn ơi, đợi mình tí nào, hình như mình cảm giác nó ok rồi đó các bạn ơi. Ok, bắt đầu vào công việc rồi các bạn. Ok mọi người, mình qua tiếp theo nào mọi người. Vào ạc chứ quên nhầm. Cái bóp vào đâu đó, bóp hai quên chục. Vai nhái làm cà rốt cho mọi người. Cái này giảm cơm giảm điếc rồi mọi người. Đâu trời ơi, nào đòi hỏi gì đây? Anh mua chai Sprite uống còn đòi hỏi à? Đòi hỏi được voi là đòi tiền thôi. Tốt, anh mua Sprite về mới uống không tốt? Cũng Sprite không? Không, một đàn đồ mà bố chê thôi. Người mập như ấy rồi uống nhiều đường làm gì? Cái gì tôi quất đóng cái gì cơ? Mà không khéo là không nên mua Sprite luôn cốc. À mua Pepsi luôn cốc, Pepsi cũng béo lắm. Thật nó không uống được. Bỏ qua thử đi, bỏ qua thử đi. Uống nước đái tao nè. Ô, em chuẩn bị đổi quốc tịch sang Lào rồi anh ơi. Rồi. Ok, ăn hàng ngay vé mọi người. Ok,
Anh em mình vừa đặt visa đi Mỹ mọi người ạ. Anh em mình đặt visa đi Mỹ xem chung kết thế giới, mình đặt hết visa rồi. Nam đào có khác gì đâu. Tao vậy, tao đi làm sớm luôn đó Quốc nghe. Ngày xưa mình đi làm là trùng đi trễ đó. Đấy. Làm gì trai ông thần một trễ nhất, mình như ai nữa. Trễ một chút. Tụi mình là lên ăn sáng nhau rồi Quốc mò lọ chạy lên. Ngày xưa có một khoảng thời gian bé Linh đi ngang qua chở mình đi làm nữa. Ở con ở Quảng Nam chạy ra. Mình bợ luôn, mình kêu Linh mai chở đi làm rồi đến thân với bé Linh, chở đi thân với bé Linh cái đài đó. Bé Linh nữa mà, bé Linh với con hàng quen thân mà. Quốc bật lịch sử ấy cho bạn mượn chú Quốc. Bạn này chạy mát này. Quốc bạn hà của mày đâu Quốc. Mọi người đợi mình tí nhé mọi người. 0381000533. Ok mọi người đợi mình chút nha các bạn.
với đá ấy, mọi người. Giờ nó chạy lại với con tâm xí. Chặt 20 gỗ đấy các bạn. Đi cái thằng cửa khanh kia. Đi cho bá đạo. Tí nữa rồi không đi ăn chưa hả ông nội? À mấy ông này chỉ còn tướng này nhờ. Nếu đi ăn lúc đéo rồi thì bạn ấy thì còn lại. Thôi ông nội ơi, ông đừng ấy nữa, anh em không nhắc gì là biết không làm rồi. Ông cứ bày trò mèo rồi đồ lấy nét. Ông đi mấy bảo phen và đồ cực. Và làm cho món lòng sầu riêng với con cá như bổ thật nữa thôi. Cảm ra dễ thương thằng thực hai kia. Ồ kháng ra ông đi mà ông bấm mề, ông bấm quạt, ông bấm cửa đồ rồi mà. Ok mọi người, ăn này thì hai vé cho một cái sai lầm của mình nha mọi người. Một cái sai lầm của mình cho nên là ăn này mình cam chịu hai vé. Ok mọi người, qua tiếp theo nào. Ủa nào quá bắt đầu nghe. Ok mọi người đừng xí các bạn. Hai vé rồi đó, cái màu tôi biết hai vé rồi đó. Tao nè. Ok mọi người, mình hai vé mọi người. Mừng mình ghé. Thank you.
Ok mọi người, qua đường mình chặt với gỗ mọi người. Mình vừa bỏ lại cái tông. Ok mọi người. Ok mọi người, hai vé mọi người, hai khang nữa bầy, hai khang bầy. Thấy thằng Quốc nó làm hai vé rồi mình cũng đua theo nó hay sao? Chưa có hai vé nào chưa? Có hai vé chưa? Bạn mới làm bảy sáu hạc mà ba khai rồi. Ok mọi người. Bạn mình nó khổ nạn lắm mọi người. Hát gì nữa thằng Thực Khanh kia. Yàm yàm với không mà tội con người ta. Mua 19 nha mọi người.
heo 8 gạo nha mọi người. Mày làm cái quà gì để tốt. Nhưng mà đợt này đi làm thì 7, 8 giờ, 9 giờ mới đi, chưa đuổi là may rồi chứ. Mà đợt này mà bố đời mới, anh mới đề xuất tăng lương ấy, bố đời liền. Về sớm không mà về sớm đi cực. Anh Dung à, anh Dung mà ta kêu anh vô giúp kìa, anh vô anh đúng tới một cái hành nữa là giúp rồi, đúng một cái hành vô, rồi kêu hứa là giúp năm ạc trong tới đúng một cái hành. Rồi bên này nó thoải mái hơn, bên này nó thoải mái hơn, phải chứ ở bên này. Tao với Quốc với Hằng ở phòng, hai đứa. Tao với Quốc với Hằng ở một phòng. Ờ. Rất tao nhường lại suất của tao cho tốt nghe, tao ở lại.
chiêu cất cái chiêu khờ vừa qua đấy. Ê, Lô Văn Đức mà đủ ba vé là ngon nghe. Nhưng mà chẳng qua là nhận lại trăm vườn mệt thôi chứ. Biết cất gì mấy đứa bây biết cái cất gì. Bây không biết cái cất gì. Lại ai vậy? 16 cà đốn rồi. Tao gieo của tụi mày gieo bao nhiêu tao trồng lại bấy nhiêu luôn á. Bây trồng lại được 5 cây bay riêng như đĩ đó. Ok mọi người. Mình tưới hành. Tưới hành cho mọi người. Còn tông được. Ok mọi người. Mình qua rừng nha mọi người. Ok mời. Ok mời. Tì về lúa về lúa về lúa về. Cái gì? Đối thủ gì? Cái gì? Là sao? Cái gì? Mà đua với vụ gì? À, không biết sao cho anh hơn tốt đâu đấy tầm gần 200 vé. Mỗi ngày 2 vé cũng làm 100 vé là mỗi ngày cho là mày lỗ 2 ngày mày lỗ bao nhiêu? 100 vé đi. Cho 2 ngày mày lỗ 100 vé trừ 100 vé bố mày vẫn lời mày trăm mấy vé. Chấp nhẹ một đường. Giờ bây giờ anh chấp chú cho chú làm của anh 2 vé để anh vô ngủ giấc, anh chấp cho chú để hai chú làm 2 ngày y chang nữa, chấp 2 ngày. Chấp 2 ngày. Cái mày phải hơn tao rồi mày mới chấp được tao chứ. Tao hơn mày tao chấp tao nghỉ giữa đường đó. Tao ngủ cái nhẹ mà. Làm chơi thôi mà. Đời này không chơi kiểu 2 nữa rồi cu. Bỏ rồi. Đời này bỏ rồi. Bỏ đi mà làm người. Siêu năng lực chị cô. Anh có siêu năng lực. Ok mọi người, chặt 15 lần gỗ nha mọi người. Ok mọi người. Không
Ok mọi người, hai vé mọi người. Cứ làm kiểu sao mà cứ 42, 43 vậy. Bá đạo ơi, con bá đạo lấy dầu tốt chứ nè, sao nhiều khi về Tết mà tông không mua được cái câu ba đôi giày là đủ mà nước mắt lưng tròng mà tông chơi là đấy không. Ông nội nào nói ai giao tím không nó hồi ông rồi thì đâu nè. Khờ. Bình thường mặc được mà. Lê Duẩn cái gì, ngay qua đây là có Việt Tiến rồi nè cô. Đúng rồi. Ủa mà thiếu gì đâu mà anh chi nhánh Đà Nẵng biết bao nhiêu cái mà. Ai thích ra Lê Duẩn, Đức Tốt à? Thằng Lồ nó thích lạng, không có biết đường đâu mà ra Lê Duẩn. Ồ hôm qua đi ngắm biển đi. Hôm qua hai đứa đi ngắm biển, biển đẹp tốt à. Đâu hôm qua tôi tình đi ngang qua mình ăn, mình kêu mà nhìn cảnh buồn tốt đủ mà nước mắt lưng tròng mà mình kêu trời không mưa mà nước mắt tạt trong mặt mình mà. Ôi trong mình hát cho tốt nghe, tốt càng nước mắt lưng tròng chúng ta xuống tít nữa kêu. Xong anh kiểu mình xuống cầu Nguyễn Văn Trỗi, mình kêu cái đoạn này đủ mà có đoạn này thất tình ngồi đẹp lắm rồi tốt đủ mà xuống mà khóc vu vu. Ồ mà mình đứng canh nó mà ngồi buồn cười. Mình hát bài thật lòng của thằng Lưu Chí Vĩ, nó kiểu măng. Không, mình hát đúng bài đúng tâm trạng của nó kìa. Ủ nó khóc hu hu đó. Thật lòng anh không mong dối lừa. Dạ đi đổ xăng mà không dám vô rồi người ta cười mà. Trong khi đi vô đổ với tao cái đứng ra ngoài mắt đỏ hoe mặt sung húp lên nữa. Kêu đi về đi về lên công ty ngồi xí về kêu hồi. Bây giờ cái... Ta kêu đi đường đi về. Vãi cả cước đủ mà hắn hỏi ta đường vô đường Văn Tứ đủ mà ta kêu đủ mà đây là sân nhà của anh. Đi Văn Tứ đủ sang mà. Vãi lồ đi ngang qua tâm.
Ê thằng thằng đi đợt đi cũng biết nói láo cân nữa mày. Tao kêu đi ngang qua là ngày xưa tao năm 2 là tao ở đây. Cái đoạn đấy thì tao ngày xưa tao ở đây. Bên sông nâu á Quốc. Bên sông nâu á. Mày đi đi được Văn Tứ đi đổ xăng ngay đấy, tốt đần đổ xăng ngay đấy, tao định ra biển đó. Mà yếu đuối với lại mà sông nâu là một cái kỷ niệm hắn sao biết được mấy thằng con em. Tại ta chơi nét mà ta nợ tiền nét mà đến cô chủ và trừ nợ ra là biết rồi. Ôi điên à. Bà ăn cơm đâu, bà cơm ở nhà thôi. Bà ăn nhưng mà tao ăn chứ không có cái trừ nợ đâu. Trong video hãy cà phê cơm. Ngày vô cô cơ tội á, cô cơ mà có cái gì ngon kêu lòng mà ăn đồ kinh. Thằng tin gà dâm gà gì. Đợt đấy là cô cơ với chú ai đâu một xí là kêu ở nhà trong đang ngồi á, mấy giờ về có bận việc không, không chiều nay con không có tiết. Thế là xong rồi về thấy mà thấp cho một mình một gói thuốc. Đó là cái gì ta? Là nhờ nên cùng mình này vui nhất là sống đâu. Ba đâu nữa? Mới có mở cửa đâu? Ngày xưa tao thuê trọ bạ luôn mà. Quay nhau. Ôi đâu có khi quá suốt mà. Đợt đấy cô anh nè Quảng đây là đi một tỉnh hoạn đoàn là ở gần phía dưới đây một xí mấy. Tao ở bên cái khu Văn Tứ đấy chứ đâu. Ở trong rồi mà xuất quan chứ. Đi ngày xưa thằng Hoàng Sĩ Ke làm tao chơi tao nhiều bằng thịt được. Nó không có Quốc đó. Ở Quốc yếu đó. Mỗi khi tao không ở quán nét mà Quốc có mà ở quán nét. Quốc về hàng. Trời, đi chơi nét quên xe xe máy cả đêm luôn biết rồi. Rồi đi trên đấy là quên xe mà. Thôi đừng có dạy. Ông anh Quân dắt cô cho. Quán anh Quân là bồ mấy tụi mình là nói nhiều nhất luôn á. Mình nghe anh Quân nói nhiều thằng bị chửi cho mình chưa thấy anh Quân chửi lần nào, chửi mình nói một câu luôn á. Đây nói họ kia nói lên mặt lầm lời chứ đủ mình không bao giờ nói thôi đi luôn. Lầm mặt anh Quân kiểu thấy mặt mình lầm quen rồi. Oh, ông già mày. Chứ mình nói là bình thường. Mình nói là bình thường. Có đứa con gái rồi hai chồng mấy hàng lầm lơ bốn chữ. Mình có vừa nhiều vừa mà lê ray mình nói ồn quá mà anh có nói gì đâu. Anh Quân công tính chứ. Ngày xưa mấy quán net ở gần trường nó nóng nè, đúng không? Mấy quán net gần trường nóng.
Đi về quê mà thấy về khuya đi kêu đi nét về kiểu gì vẫn giờ vẫn hỏi mà. Anh nói rồi mà, nói bữa trước rồi mà. Có cái mọi người mình chặt cây 15 lần cho mọi người. Wow, đi ra bị đắng Đức. Đức ơi. Wow. Wow, alo mọi người, cái OBS của mình vừa bị ngắt kết nối nha mọi người. Đây, OBS của mình vừa bị cắt mất kết nối mọi người ạ. Cho nên là nó còn lắc một xí, mọi người thông cảm cho mình tí nhá. Thank you.
rồi mình sửa lại mọi người, mình sửa đi mà. Ôi lâm bầm hang bê ơi. Ông nội đi là trong lôi anh đào đó. Lần này chị Loan nghe được mình đi chân đầu đi. Biết đâu. Ok một người chụp mình con rừng đi quá. Đừng có bài ngơ mà mang tiếng chết. Giao không định nói chuyện. Câu chuyện nên dừng lại đi. Mày có mấy hôm qua đi mà bày ngơ mày. Trông chàng cái đường gì có về có gặp nhau không? Chào ông mày không ông ơi. Ok mọi người qua đây nha mọi người, mình qua mình chặt gỗ này. Hai mươi đá. Hai mươi đá, mười gỗ nha các bạn. Thật đủ cái gì đủ. Ok các bạn. Hai mươi đá mọi người. Chặt 10 gỗ nào các bạn ơi. Đúng rồi, còn gì nữa. Quay là chị Loan thì nó em nói thật gặp em mà gặp ông Tùng nữa em sẽ khác rồi chứ.
Thế chắc rồi em quăng được rừng 2 cũng xuống rồi đó. Không kịp gì đâu. Ok mọi người. Ok mọi người, mình mua vừa một tô nè mọi người. Mình qua tưới khoai tây 10 lần nha các bạn. À, tưới khoai tây 5 lần chứ. Ok mọi người. Ok mọi người. Mình thu hoạch 2 táo với mọi người. Ok mọi người, mình tưới 10 lúa này. Khi mà nói những cái lời thô tục đó được. Ok mọi người. Mình tưới 10 gạo này. Mà lòng anh cứ đau thật lại. Chỉ muốn lấy gần để anh ôm lấy em và nói. Vô đi cô. Sương chiều bạc là soi bóng nữa. Một chiếc tiền nát vội vã trở về. Sông lang một dài xanh như ngọc. Ok mọi người, mình xeo lại 2 gừng nhá, rồi qua rừng nè mọi người. Ok mọi người, con rừng nào các bạn ơi. Hồi An.
Anh vứt ra cái dạng mày thấy cái video nhún buổi chiều, nhún buổi tối nhún chưa? Cần, tao sợ luôn mà nhún, cần. Tao có sợ đâu, tao có cân mà. Cần. Sợ. Chỉ cho tốt bài để hôm sau mà lỡ mai có bạn vô kìa, đổ vắng tanh, nhún đeo hai quay không tốt thì... Mùa đi đủ mà, đéo có khách du lịch đâu. Ít khách đi du lịch ở trong villa đó, trong resort đó. À, chết. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm đi ăn trộm dừa, mình có mấy cái tròi có cái siêu năng lực. Ok mọi người, 15 đái mọi người. Ê, tao có cái chuyện đi tao kể cho bay nghe. Ồ, đang hỏi chuyện rất tự dưng kêu vô sau hàng đồ rất cần. Đức có không Đức? Ồ, chạy, Đức đang ngồi điện thoại nữa, nói gì hai đứa tự dưng đang nói to nghe, tự dưng nói nhỏ lại, tự dưng Đức, à, Sơn nó chạy từ nhà vô nhà vệ sinh luôn. Ờ, tao thì không nằm bên đó không nghe. Cần. Tao nói thằng đấy thằng Sở Khanh mà. Từ để tắt cái mic nè, đổ mà đâu đó đi. Họ like có bị bắn viên gì không? Coi rồi đó. Ta có trường đó kìa, ta kia trường ta. Có chạy vào toilet không? Anh có con bé kia to quá, đen quá Đức nhờ. Đen rồi. Vô tao chạy vô toilet là tao kêu như đi là đồ mà anh em. Không thì anh em mình lập một cái group, một cái nhóm chat đấy, xong mình đăng lên đấy. Ok mọi người,
bán năm cà rốt cho mọi người. Chị ta kêu ra xong rồi tao chuyển cho mình chuyển quốc tịch sang người Lào, bọn này cứ kêu tao người Campuchia, Campudo đó đủ. Ê, mình qua rừng làm gì ấy, mọi người? Khoan, mình qua rừng mình làm gì ấy, mọi người? Hai vé rồi mà. Ủa, alo? Ủa, hai vé mình chạy qua rừng làm gì các bạn? Kinh mà, thằng cha kinh lắm. Thằng Sử Khanh đó mà. Ok, mình qua tiếp theo nào mọi người ơi. Thằng này thì mình cảm giác là mình được 3 vé luôn rồi mọi người. Lời nói dối của anh. Em qua rừng nha mọi người. Mình thu hoạch 5 táo này. Chạy qua rừng nè mọi người. Ok, trong lúc qua rừng thì mình có lẽ mình chạy ra ngoài mình hút nước nha mọi người. Đúng rồi đó. Không, 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 không
Đây mọi người. Ủa alo mọi người, không có nhiệm vụ dâu là những cái hàng nào nhiệm vụ dâu không có là toàn ba vé luôn đó mọi người, toàn có dâu chứ nhỉ. Ôi không là em thì ai hết, để anh đưa em về. Ê bay rớt đường chửi đó anh ơi, đừng chửi ở đó, việc có ngồi chọc được chọc gần thơ nó hoán chửi ở đó, mấy thằng điên thằng khùng đồ mà áp lực là nó chửi thiệt chứ ba cái việc vớ va vớ vẩn. Giờ cứ đầu tội hàng tốt điền thôi. Đòi tăng lương mà như đứa là chết anh rồi tốt ơi. Ok mọi người, ạc này ba vé các bạn ơi. Ông làm cái gì thế tốt. Ok mọi người, không biết có 8 gạo không biết. Ạc này dễ hai lắm đó mọi người. Cái gì như gạo thì không thiếu. Nhưng mà chicken bun này không có nè. Ok mọi người, mua 25 item cho mọi người. Ok mọi người, mình gieo lại luôn cho mọi người.
mọi người. Mình tưới cà rốt 15 lần nha mọi người. Ok, mình tưới 15 cà rốt trước nè mọi người ơi. Ok, mình tưới tiếp 5 cà rốt nha mọi người. Tưới 8 cà rốt các tưới 8 gieo 8 cà rốt nha mọi người, gieo 8 gạo nha mọi người. Có chuyện gì mà phải bấm với mình. Nghiệp. Ok, 3 vé mọi người. Ok này mọi người. Quá tốt. Sao nó mà on này mọi người. Ok mọi người. Các mọi người mình ok các bạn, mình thu hoạch 5 khoai tây nha mọi người. Ok mọi người. Ok mình tưới lại 5 khoai tây nha mọi người. Nồi trước mô
anh có mấy con bạn dễ chứ, dễ gì vậy. A Di Đà Phật, mình đang ăn chay. Con mô hai con á, sau lưng mí à Đức, chứ răng nữa bên trái tao là Đức rồi còn gì nữa cu đó. Hai con đi vô đăng tin kịch. Đéo đẹp bằng con bồ người Lào ở tao. Tụi nó có vàng cả cây như phù lê không. Mi là người Thái à cu. Cả thiếu một thằng bệnh hoạn cặc. Ok mọi người, mọi người cuốc đất 10 lần 12 lần nha mọi người, 40 lần nha mọi người. Nhiều khi thương tốt thật sự. Ok mọi người, mình chặt cây đừng có như thằng Quốc nghe chơi cu nai cu đồ. Không, anh hỏi lấy một cu nai bữa thằng tốt tải về video trên Ninja School à. Cái Kuna là y chang cái mình đang lên nữa. Mình đang nhìn đây là cây lạc, rừng cây lạc kim à. Cây có cái dao ngắn ngắn, mình coi Naruto chưa. Cái dao ngắn ngắn mà đen đen á, y chang cái ảnh của mình luôn á. Này đợi xí. Đây này, có khác đâu. Chả khác cái đéo gì, dừng ngược lên cái chả khác gì ba cái cây của mày. Ok mọi người, mình cuốc đất thêm 35 lần nữa, 25 lần nữa mọi người.
ok mọi người. Ok mọi người, hai vé mà hơi lâu nhá các bạn. Cái này thì hy vọng là ok mọi người, nhẹ nhàng à. Ok mọi người, mình à, mua hai táo, thu hoạch hai táo mọi người. Mà giờ sống đến cái lúc đấy có sống được đến lúc đấy không chứ, cứ từ từ mà tính thôi. Mới biết mà giờ hướng về em tiền mua còn thiếu tết không Đức. Anh đánh bài không già. Cái nguồn thu nhập cần để đéo ai được như quá khen. Mình tưới tưới 6 gạo nha mọi người. Ok mọi người. Mình qua rừng nhá mọi người, 40 đá 20 nấm này mọi người. Vào giường nằm đi con à. Gặp lại ba ta là mệt rồi. Ok mọi người. Bắt rừng nào mọi người.
quắc búa kìa kinh. 30 ạc rồi. Ồ, ăn ngày làm ai vé. Ồ, mới để ý mà coi, quắc làm ạc mua một vé là hắn chấm một cái. Ok mọi người. Eo 64 hành nha mọi người. Là 80 120, mình cắn thêm 4 cái trứng nữa mới đủ các bạn ơi. Ô Hoàng ba la mặt cái Đức lo được. Có làm mấy ngày là nhận từng lấy tiền hết, làm từ một ngày lần thì nhận từng lấy tiền hết. Rồi đứa ăn học cắt tóc rồi anh cũng đi chơi đồ đã ăn ngay nghỉ mít mà. Nhà có tiền nói chi cho được. Rất tàn cái ông già ta vào trong đi mở tóc mở lông. Cắt thì dễ nhưng mà còn nhuộm với đồ là uốn đồ thôi. Cắt thì mấy tí. Tao nói thật chứ có nhiều ông làm chục năm mà cắt tóc của tao, tao còn đéo ưng nữa là đéo em nói. Bên kia được uống ta cái đầu như kiểu mà công vượng ngày xưa đó mà. Anh cứ có mẫu là bọn quen, có mẫu là cắt được. Thì bạc với Đức thì không ăn chợ ông. Xa thôi. Vì sức khỏe anh em. Mấy ai rớt mạng ra anh? Rớt là mất gì còn rồi. Mất gì còn cũng sao anh, anh lưu lại tí nữa mình ghép mà, mình có phần mềm ghép mà. Tao bỏ mi luôn nó tốt nghe. Thì nó tốt được quốc, bạn có làm gì quốc đâu. Thì nhưng mà chi đó lộn. Ok mình thu 7 Ok mọi người. Hết rồi mà lai vài đường cho máu lửa. Đi nhộm không? Tao nhộm tao trước, nhộm màu khói hoặc màu xanh. Thích. Quốc, hôm nào mùng 7 này anh em mình nhận tiền, anh em mình ăn đồ nướng quá ơi.
chỗ trung tâm y tế Sơn Trà, quán dân dã quá kìa. Quán nướng đó. Trong tay không tiền đợi mấy ai thương. Tao có một loại tóc hơi tụt tụt một tí, nhưng mà đẹp. Bởi vì ngày xưa không để được tóc nào ngoài tóc đấy hết. Rồi nói chung cắt lại tóc, trâu chuốt lên. Hết đến nơi rồi. Thật ra thì người, lít hôn là người vài chục ngàn đâu. Dù ngoài chuộng 3-4 tiếng nó cũng nổ rồi. Phải là 12 vé mà cũng lai đủ nữa. Tốt, để ra Thomas, cầm mẹ Thomas chứ mất này điện rồi. Ngày xưa con cậu út. Ngày xưa cậu út tao mới đẻ đứa em đó. Mà mình đổ một đầu về mà nó thấy mình là nó khóc, mình bế nó khóc. Mình như ông bụt đó mà. Tao kêu tao hiền như ông bụt, nó khóc cái đéo gì, tao ném đi trừ chứ mà ngồi mà khóc. Anh bé tí không biết gì đâu mà. Về bánh kem. Ê, nhuộm tóc mà ngồi người ta là bên quán kia là nhuộm 4.5 đó. Nhộm chỗ tao nhộm chăm khó là bên chỗ Nguyễn Văn Thoại đó luôn đó. Quán nó cũng nổi mà. Không mà mấy thằng nổi tiếng cũng hay vô cắt đâu mà. Nếu anh cho em nợ 8 em nhận nước em trả. Tâm lý. Sau nó mọc ra kiểu nó phải chụp lại lần nữa mình. Thì hắn có cái gốc nó thì ấy kìa, gốc nó ra thì nó đen gốc thôi. Đúng chứ. Được vài tháng chứ. Mà 4.5 một tháng, 2 tháng kia 4.5 bình thường mà đúng không? Rồi đeo gì xử tóc thì chứ tao xử.
Nhuộm tóc đen thì nó rẻ hơn nhiều. Tóc đen mấy chục ngàn thôi. Ông nhuộm một lần đen rồi nhuộm gì nữa ông nội. Cái đầu ấy. Thằng Thịnh nè, thằng không có hành mọi người. Tương nhương đáng mà chứ còn thằng ngu nhìn được chết. Đặc biệt là cái xăm thì nó chả không người ta xăm thì còn làm cái xăm mà tiền nói thật, cái thằng ấy xăm quá con qua đưa tao xăm đi anh chứ anh tao từ xăm à mẹ. Nhập tay mình thơ ba mươi đi ba mươi đồ mà ngày xưa cũng mà ngày cấp ba thì ra được cái đồ. À, nhỏ đây là mà tiếng Hàn đã ô đu phu mày đúng. Đừng có để anh xong rồi sau tương lai anh chồng với quan tài thì đó nghe ông nội. Tao xong xong cái ngực á. Cái ngực cái kiểu còn mấy thằng đó. Anh em mình đòi đi xăm đi đổ mọi người cưng. Rồi đi xăm rồi gì mà quan công rồi là mà mình vớ va vớ vẩn cú mèo đó hót voi đang đổ chứ. Anh bảy kia xong cá nhân trong cái đồ rồi. Ok mọi người mình trước 65 lần mọi người không biết vườn mình có đủ tưới không nữa. Ủa mà đến ngày sinh nhật không được lời chúc mà. Có ai chúc không? Không một ai chúc hết trơn. Trời không, không có ai chúc hết. Chúc đâu.
rồi. Tao hát cho ai? Tao đứng ngồi đây tao hát Happy Birthday luôn á. Tao hát cho ai hát cho bú. Mình phải lên Facebook chúc làm màu à, đứng đây trước mặt nhau. Ồ, hôm nay sinh nhật Lộc, chúc Lộc một ngày sinh nhật vui vẻ, đó phải tình cảm hơn không? Tôi phải lên Facebook làm màu như vậy à? Cái đó là con Hằng á, con Hằng làm mà cái đấy quá, con Hằng làm tính ạ. Phải hát trước, tao từ hát. Đấy là con Hằng chúc. Ông ấy là con hàng hát. Ngày xưa đông quán nhậu. À vẫn còn video đông quán nhậu này quá. Cái đợt đấy là sinh nhật thằng Kín á. Anh em mình đi hòa tắt đèn nó đồ. Đợt trước cái tuổi hai đứa mày cầm một quẹt về rồi. Được có 2 năm chứ mấy, năm này với năm ngoái, à năm trước nữa. Bên trọ vô, đợt đấy là sinh nhật thằng Thìn. Anh em mình gọi điện cho thằng Thìn. Có mô, đợt ta là chỉ có ra ngoài quán thôi, ra ngoài đi nhậu thôi. Đợt bên Thìn là có tao, Bi Huy với thằng gì ta? Thằng Dân. Tí nữa kêu Linh ơi anh yêu em, kêu to luôn. Vãi nhái. Sau năm lúa mọi người. Đồ bốn vũ. Thôi. Bốn vũ. Ok mọi người, mình tới 5 cà rốt cho mọi người, không biết có 2 nấm đen không nữa. Mình have a high ride mọi người. Tưới 5 khoai tây nha các bạn. Không biết mình có nấm đen thì mình 3 vé, mà không có nấm đen thì mình 2 vé nha mọi người. Ok Đức. Ok 4 này. Mình qua rừng này, mình cầm 4 hành nha mọi người, mình qua thêm 4 hành nhá. Một ai ba. Ok mọi người. Bú.
nó chưa mọc mầm mới mọi người ơi. Ok mọi người, mình sâu 4 gừng này. À 4 hành này. À, hình như không còn nấm đen rồi mọi người ơi, mình buồn quá mọi người. Thì mi toàn đổi ra nhiệm vụ gieo cà rốt rồi mi gieo bên đấy luôn chứ cái đéo gì nữa. Ôi hai bé mọi người, mình đã cố gắng tìm không thấy nhá mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người, xeo 10 xeo 20 cả khoai tây này. Có đấy nhưng mà không biết có làm hay không. Chắc là không. Ok mọi người. Thu hoạch 5 gừng. Mình có nhưng mà mình sẽ không làm nha các bạn. Rồi xong, đi. Xeo 5 oneon mọi người. Mình không thích làm mọi người, nó làm lâu cân. 30 potato mọi người. Ai gì là vật bạn không nói gì hết. Im lên cái lúc. Ok mọi người, mình qua rừng mình lượm nấm nha mọi người. Hai vé mà chạy loa qua lăng quăng. Tốt không ăn đâu, Lộc để lại cho tốt hai bịch tốt không ăn đâu. Tốt ngồi bú chứ chi đó mà kêu không ăn đâu. Cái hai bịch kia để lại cho hai bịch kia nó không ăn không ăn. Bây giờ thì mẹ không còn mà nó bú. Bú. Ta nhịn ăn, bọn kia ăn ta nhịn để dành cho mi đó. Được lợi. Ôi, trời đi tông biệt, sóng đánh tụt quần vui này.
Ồ mà rồi mấy tụi tao làm ekip quay phim lại cho. Ok mọi người, mình lụm thôi, mình mua mẹ ấy cho nhanh, mua gừng cho nhanh nhé các bạn. Ok mọi người, ok mọi người ơi, qua tiếp theo mọi người. Lúa này, xem 11 lúa, xem 5 hành, xem 10 cầu rốt, xem 5 hành, xem 11 lúa. Xem 15 cà rốt nha mọi người. Ok mọi người, mình mua 10 vô tổ này. Ok mọi người, mình mua 5 lúa đó mọi người. Urem nó vui hơn chứ. Ô bà Đào ơi, em làm rớt báo bà Đào rồi bà Đào ơi. Điên một cho tất cả lại vui hơn. Yumi khỏi chịu đéo thì chơi chơi bao win là lắc khỏe. Vì Z nè, ngủ không nè. Nó đúng khỏe thật. Nó đúng khỏe kiểu meta. Ờ, Liverland nữa cũng khỏe đó. Ờ, ném quy được một pha bóng, được 3 quy chứ vậy muốn hả? Được lần đầu rồi. Giác á, ủ giác về sau nhảy như thằng bệnh hoạn. Quay tay nhảy. Ngày xưa xin giao kìa, ủ hoạn đâm kinh. Lucian bình thường. Lucian mà gặp sinh giao e vu là khóc luôn đấy chứ. Hỗn. Mi nói chuyện với thằng tăng lương mi thế à? Rồi tăng lương còn rồi một lần nữa. Đâu cái thái độ làm việc của mày, chỉnh chu lại cho anh.
Ok mọi người, mình qua rừng mình chặt 10 gỗ nhé các bạn. Cái gì? Đợt này phải lấy phí ngay. Khảo mà mất công đi. Họ lấy phí 22.000, tao lấy phí 15.000 thôi, bị lời 6.000 với mẹ rồi. Đút tiền là mất 22.000, ông còn mà kiểm tra tài khoản nữa. Vinh à, đợt đi thằng Đức thẻ là thẻ Việt Techcom nhưng mà nó dùng rút tiền là dùng thẻ Viettin. Cần. Mà trong khi hắn có thẻ Viettin mô. Thì thực các ngân hàng nhà nước đều tốn có 3.000 mọi cái khác mà. Ngân hàng nhà nước thì tao đang dùng ngân hàng nhà nước đây. Tao ngân hàng công thương đây. Mà. Nhưng mà nó rút cây quả Agri, biết Agri rồi. mười ngàn 980 đồng. Đấy, nút cái thứ hai rồi đấy. Ok mọi người. Ok mọi người. Có chặt 10 gỗ lâu vậy. Bao nhiêu ông đính? Tần đính răng mà miếng răng anh em chiều người chúng ta vài ạc là được rồi. Ok mọi người, ạc này 3 vé các bạn. Lũ mũi rồi. Nước cần. Chăm gì cho vườn cha. Bao nhiêu? Thích 3 là 2 vé này. Ờ. Nhưng mà theo 20 vô tố tố. Có đúng vậy không? Ôi thôi, hai vé thôi mọi người. Ok, 30 vô tô nha mọi người, mình mua 30 vô tô này. Ok các bạn. Mình treo 5 lúa mọi người. Thôi mình tưới vườn đi. Ok mọi người. Anh biết rồi, tốt.
Tao có nói thịt luộc đâu cha. Ok mọi người. Màu gì? Có tiền mua mà rút cha. Ai? Ai nói thẻ tao còn 51 ngàn? Đang hưng sao? Mô gấp lại mà. Vô lệ. Mày em Tam. Mô chuyện là bơ liền chứ. Liền chứ. Bánh Tam 20 anh nhắc đầy ví mà. Hả? Hai Khang kịch. Ok mọi người, mình gieo 8 cà rốt nha mọi người. Ok xong hạt mọi người ơi, xong hạt tắt like nào. Mình chắc là mình làm xong hạt này mình tắt like mọi người, mình xin dừng buổi live của mình tại đây nhá. Ok. Mình bây giờ mình phải đi đi làm hộ chiếu qua Lào mọi người. Đi làm cho thằng em mình. Ok mọi người. Mày đợt rút kinh nghiệm của tao. Tắt like không? Rồi xong rồi, tao biết rồi, tao biết câu chuyện đi. Sam. Ồ mà ông kia kiểu mà. Thôi ok mọi người, thì mình cũng xin phép dừng buổi live của mình tại đây nha các bạn. Hẹn gặp mọi người trong những buổi live tiếp theo của mình nhá. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.